Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đề xuất Sở Xây dựng và Ban Quản lý Dự án Biên Hòa điều chỉnh dự án làm đường ven sông Đồng Nai để bảo tồn căn biệt thự cổ của Đốc Phủ Sứ Võ Hà Thanh. Đây là kiến trúc cổ được xây dựng từ năm 1992, hoàn thành năm 1924 với toàn bộ vật liệu được nhập từ Pháp. Biệt thự này có giá trị lớn về mặt văn hóa, lịch sử và kiến trúc, từng là bối cảnh quay bộ phim nổi tiếng Người đẹp Tây Đô. Ông Nguyễn Hồng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, quan điểm của Sở là mua luôn ngôi biệt thự trăm tuổi để có sự quản lý của nhà nước và làm công tác bảo tồn. Hiện tại, theo bản chiếc tính, cơ quan chức năng định giá bồi thường ngôi biệt thự này khoảng 5,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, khu vực quy hoạch thực hiện dự án đường ven sông có thể lấn vào nhà biệt thự khoảng 9 mét, tương đương một nửa diện tích ngôi nhà nằm trong phạm vi quy hoạch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát và đánh giá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trong khi đó người dân và các chuyên gia đề xuất giải pháp bảo tồn có thể kết hợp tạo công viên nhỏ xung quanh biệt thự mà không cần thay đổi hướng đường ven sông